chiếc Cool Chanel 2009 chạy lâu ngày rồi nó bị tụt nồi. Cái xe này có làm nồi rồi nhưng mà chạy không có vô, anh chủ xe mới mang qua mình làm lại. Mới làm luôn, mới làm 3 tháng rồi chạy nó khóc. Bây giờ mình làm lại rồi, mình sẽ test quay cho anh em xem nha. Rồi ok, mình heo rồi nó sẽ làm lại hết luôn rồi. Đây cái phụ trợ neo 2009 khi mình làm nồi lại xong làm chuông nè, làm lại hết có bậc càng nè, u lá nè, đây là bố lá sắt và so mặt nhôm này nó khuyết đó, dớt lại luôn cho nó đều á, nó bắt bố tốt hơn. Con heo làm đâu vệ sinh mấy cái này nó lượt nhớ rồi, mỗi lần mở mình phải vệ sinh cho anh em cho nó sạch sẽ hết. Mình lắp vô mình test nó bóc nó cho anh em xem rồi. Thay có nhớ thay nhất trên đồ chạy tới 5.000 cái thay nhớ cái này anh quên quay mới thay xong. Trên đồ của Mỹ rồi đi đâu hả? Đi vòng vòng kiếm mối chứ đâu. Má cái bộ viên móc lớn vậy à? Đồ má hàng chi nó nổ sầm luôn, tưởng thì ít sai không à.